Hello, 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 xin chào mọi người. Các bạn có biết là bưởi Phúc Trạch là một trong 7 giống cây ăn quả quý hiếm mà năm 1994 năm 2004 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là một trong 7 giống cây cấm xuất khẩu giống ra nước ngoài không ạ? Thì hôm nay mình đang ở Phúc Trạch, khu trồng bưởi ngon nhất Việt Nam về giống bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn nhé. Đây là mình đang đứng cạnh sông Ngàn Sâu này. Đấy, sông Ngàn Sâu, nước rất là trong xanh, rất là trong xanh. Đó. Và đây là, đây mình sẽ review cho bạn các cây bưởi Phúc Trạch lâu năm nhá. Đây là các cây lâu năm này. Đó, đó, đây. Giống bưởi này thì có vị ngọt thanh mát, hơi chua nhưng mà ngọt hậu, tức là ăn sau rất là ngọt. Cái nhất cái thứ hai nữa là cái giống bưởi này sẽ thu hoạch vào tháng 7, tháng 8 âm lịch, cho nên là vào thời điểm đó ấy, thì sẽ không bị trùng với nhiều giống bưởi khác như là bưởi diễn, bưởi đỏ, tân lạc, cho nên là cái sản lượng nó sẽ gần như không đủ cho cái nhu cầu thị trường, đúng không? Và đặc biệt cái giống bưởi này sẽ chỉ ngon khi mà trồng ở Phúc Trạch. Khi mà trồng ở Phúc Trạch, ở đây có 4 xã trồng giống bưởi này ngon mà được đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đăng ký chỉ dẫn địa lý. Nhưng mà đặc biệt ngon là chỉ có một thôn Phúc Trạch này thôi. Thì cây bưởi này cũng khá là kén đất, nhưng khi mà trồng mà người ta không chăm sóc tốt thì thường thường nó hay bị lấm rễ. Hay bị lấm rễ, cho nên là cứ thỉnh thoảng đi vườn cây mình thấy có những cây nó bị lá nó bị bệnh, nó bị vàng hẳn đi. Thì cũng một phần là do cái kỹ thuật chăn cái kỹ thuật chăm sóc cũng chưa được được cao, nhưng mà hiện nay bà con ở đây đã áp dụng những cái công nghệ cũng như là các cái quy trình chăm sóc cây rất là tốt, được trực tiếp các cán bộ của khuyến nông họ hướng dẫn, cho nên là cái thu nhập rất là cao. Nhưng mà có một cái hạn chế là khu vực này thì vào mùa mưa lũ rất dễ bị ngập, là các bạn thấy đây là mình đang đứng ở xã Phúc Trạch của huyện Hương Khê, rất dễ bị ngập, cho nên là năm nào mà không ngập thì được mùa được giá, năm nào mà ngập thì mất mùa, đúng không ạ? Được giá đó, nên là mình thấy là cái tỷ lệ ngập rất là cao. Đây. Và đặc biệt nhé, theo như mình tìm hiểu thì cái bưởi này á sẽ được trực tiếp bà con nông dân họ thụ phấn, tức là lấy cái hoa bưởi chua, sau đó là nhụy hoa bưởi chua phết vào những cái hoa cái của bưởi Phúc Trạch này để thụ phấn. Đó. Ok, thì xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu qua cho bạn về một giống bưởi mà mình ăn thấy rất là ngon, tuyệt vời. Và nó là một trong 7 giống cây ăn quả quý hiếm mà Việt Nam mình cấm xuất khẩu ra nước ngoài, cấm xuất khẩu giống ra nước ngoài. Thì mọi người hãy nếu như có cơ hội hãy ủng hộ nông sản Việt, đúng không ạ? Là một cái, thứ hai nữa là mình phải tự hào về đất nước mình có những cái giống cây ăn quả rất là ngon, rất là ngon. Và cái bưởi Phúc Trạch đây thì từ cái thời Pháp thuộc ấy đã được đi thi gọi là quà ngon Đông Dương và được mề đay đấy, được giải thưởng là một trong những giống quả ngon nhất nhì Đông Dương đó. Thì hôm nay mình có lên thăm người nhà đây là mình cũng muốn là review về cái giống bưởi này để mọi người có thể biết thêm về một loại đặc sản mà ở ngoài miền Bắc, ít người biết. Đó, một loại đặc sản ở ngoài miền Bắc ít người biết. Thì cái giống bưởi rất là ngon, mình mang về nhà mình trồng rồi. Tuy rằng không được ngon như ở đây nhưng mà nó rất là ngon, đặc biệt. Thì mai mình về ngoài kia mình có mang 100 cây về mua mua hộ cho mọi người, 100 cây về để trồng, để làm gọi là thay đổi các cái giống cây cũ ở quê, đúng không? Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người một năm mới thật là tuyệt vời, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn,
đặc biệt là chúng ta có sức khỏe thật tốt, nhậu thật nhiều sức khỏe để có thể làm thật nhiều điều có ích, có ý nghĩa với bản thân và gia đình. Bye bye mọi người nha, bye bye.